Chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh của Hợp tác xã Nông nghiệp Hi-Tech nha mọi người. Thì hôm nay là mình quay trở lại với cây hẹ nha. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại một cái bệnh trên cây hẹ, cũng như một cái bộ thuốc rất là rẻ mà hiệu quả cực kỳ trên một cái bệnh mà hiện giờ là nhiều nông dân người ta đang rất là lo lắng ở trên cây hẹ nha mọi người. Thì cái bệnh mà mình muốn nói đây á là bệnh gỉ sắt. Đây, mọi người thấy không? Đây là cái lứa hẹ này là lứa hẹ thứ hai rồi. Là đợt đầu á là cái chú này, chú chồng á là chú bị gỉ sắt rất là nhiều. Cái lứa hẹ thứ nhất không biết sao mà lên bị nhiều quá, rồi xong cái chú phải cắt bỏ hết vườn luôn. Mọi người coi nè, nguyên một cái vườn rộng như nè 4-5 công hạ mà phải cắt bỏ hết trơn luôn, nên là thiệt hại chi phí rất là lớn đó. Thì mình có hỏi chú là sao chú không xịt thuốc gỉ sắt đi, thì chú nói chú có xịt nhiều lắm nhưng mà không hết. Thì hỏi chú xịt thuốc gì, thì chú nói giống như chú xịt cái Abroad nè, rồi xịt Manco Z nè, rồi Ridomin Gold nè, rồi ai giống như ai chỉ gì là mình xịt đó nhưng mà không hết. Thì khi gặp được mình đó, thì bắt đầu mình mới chia sẻ với chú một cái bộ sản phẩm mà vừa rẻ mà vừa hiệu quả luôn. Đây là xài hai cái sản phẩm mà mình trị cái gỉ sắt rất là tốt những cái hẹ mà không có nóng cái hẹ nha mọi người. Đây là cái sản phẩm Damsi cộng với sản phẩm cắt cáp. Đây, thì mình chỉ cần hai cái sản phẩm này thôi, mình xịt một phát một hai cử liên tiếp là đảm bảo mọi người là cái ruộng mình không còn gỉ sắt nữa luôn, nặng cỡ nào nặng cũng hết luôn. Thì lá mới mọi người lên nè, khi mà cây hết bệnh hoa lá mới lên nó bự nè đó, thấy chưa, quá bự. Đây, thì gần như mình theo dõi cái này thì theo dõi lại thì gần như không có còn gỉ sắt nữa nha mọi người, hết trơn gỉ sắt luôn rồi. Cây đang phát triển rất là tốt. Thì hiện tại bên mình á đang phân phối độc quyền cái sản phẩm là cắt cáp cộng với cái Damsi á mọi người. Dù mọi người có cần á thì cứ liên hệ với mình, rồi mình có ship COD toàn quốc cho tất cả mọi người luôn. Thì sản phẩm bên mình thì rất là rẻ nhưng mà hiệu quả rất là cao. Thì tại sao mình lại thuốc mà rẻ hiệu quả rất là cao là do như thế này. Thì mình vừa làm, mình vừa nghiên cứu, mình thử rất là nhiều cái bộ thuốc khác nhau để mới chia sẻ lại mọi người. Thì cái bộ thuốc nào mà hiệu quả cao mà rẻ hợp lý thì mình mới quay lên mới chia sẻ cho mọi người biết. Nên là mọi người cứ tin tưởng mà sử dụng, mua về đảm bảo mọi người là xịt một phát là ăn ngay luôn, khỏi cần mua cộng thứ nhiều thứ thuốc lại. Thì cái hẹ thì là một cây nó thuộc cái nhóm thảo dược, nó chưa có thuần, nên là khi mọi người xịt nhiều thuốc quá đó thì nó sẽ làm cho cái cây hẹ là bị quắn cái đọt, không phát triển sựng lại. Mà cái hẹ bị sựng lại rồi gần như là không thể nào cứu được mọi người, chỉ có cắt bỏ rồi cái lứa sau nó lên á nó mới hiệu quả lại thôi, nó mới phát triển lại thôi. Nên là mọi người cố gắng chú trọng cái việc mà sử dụng thuốc trên cây hẹ là mình xài thuốc là phải mát mà hiệu quả cao đó. Thì nếu mà mọi người tin tưởng thì cứ liên hệ với mình. Thì bây giờ để mình chụp cho mọi người vài bức hình của cái bệnh gỉ sắt. Thì mọi người ví dụ mà ruộng mà mọi người có gặp gì đó thì cứ liên hệ mình ngay nha mọi người. Chúc tất cả mọi người ngày mới tốt lành. Xin chào mọi người.